Để giới thiệu bông máu lên đầu rồi như vậy là nói bông máu lên đầu tiên đó là mọi người thực hành thì đủ chừng 15 tới 20 phút hoặc 10 phút nữa đó thì cô Thúy sẽ giới thiệu cái tác dụng của đá và cách dùng đá ha, rồi sau đó là nếu mà còn thì giờ thì tôi sẽ trả lời cho một vài anh chị em. Giống như lại có một cái trường hợp của anh đã bị tắc mấy cái bao mạch đó, mà trong khi đó bác sĩ điều trị tôi thấy vất vả quá. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà như tụi này thì mấy chuyện nó chuyện nhỏ thôi, mà không có phải tốn men thuốc men vậy đó, mà với một cái cách làm đơn giản mà có thể giải quyết được rồi. Rồi xin mời tiếp nè. Mấy em nhỉ? Mấy em nhỉ? Mấy em nhỉ? Mấy em làm tay phải. Mấy em làm cái tay trái sẽ làm đây. Vì tay trái của người nhìn rõ. Nhất là chúng ta phải có cái có hai cái quả bóng này chúng ta sẽ cái đường động mạch mạch ở dưới nách động mạch ta kẹp ở đây cho nó không chặt đấy. Cái này là khóa một cổng khóa này nó là cái giữa những cái khoảng giữa hai cái cổ may cái nắp này được chưa? Sau đó mình nhìn nè, ta để vào bên, ta kẹp đường mạch máu này lại, ta đẩy lên, đây khoảng 15 cái, nó giữ cái bên này lại, ta đẩy này lên. Sau đó là ta đẩy cả hai cái. Thì ai xong nhiều khi có cái rất đẹp làm cái nhẹ nhàng các anh chị thì máu của mình thì máu khoai đâu thì nào nhìn thuốc này lên cho nó chảy lên thế này tại vì thực ra theo tôi khoa học là cái van của mình nó một chiều cho mình mới làm thế được chứ không nó chảy xuống để tay áo xuống mất thì mình nó một chiều thì mình làm thế được nhảy lên bỏ đây ra tay mình quá tiếp xong đó ta mới được vuốt ta vuốt tay lên vuốt cái này bốn cái ta vuốt từ dưới cánh tay lên từ tay trở lên rồi ta bỏ được chưa đến đây ta làm máu lên đây rồi đấy đến đây thì chỗ này giữa cái đỉnh đầu vai này với cả cái khe nách như này ta chọn điểm giữa ta đẩy lên được chưa? Lúc này là quên nói mọi người là ta có khóa khóa đầu này lúc đẩy đến đây là ta phải khóa đầu rồi ta đẩy lên đây được chưa? Sau đó là cái xương quai xanh thế này. Cái xương quai xanh thế này thì ở giữa xương quai xanh sẽ đẩy ở giữa lên, đẩy lên. Đẩy lên. Sau đó đây có cái xương đòn trùng. Một tay đép vào đây. Tay cứ để tay này vào ngoài. Ta bóp lên. Bóp lên sau đó đây cái động mạch cảnh đấy động mạch cảnh chị đây ta sờ vào đây tiếp tục vừa đầu tai nó đỏ đấy được chưa tay từ từ ta làm không cần làm nhanh quá là mình nhẹ nhất là tất cả mọi người chú ý việc mà lên đánh võ mạch đánh đây thì xin những người đơn giản sau đó ta vuốt bàn tay vuốt bàn tay ngoài
kiểu cái này kiểu như là vợ làm chồng chưa làm cho vợ sướng ấy nhỉ. Chỉ lên tân. Vâng. Tôi vuốt một tay ngoài nhé. Tôi vuốt một tay trong. Nhưng mà có cái hay ở đó thì cái tâm chỉ lương tâm của thầy có cái hay cái là phải khóa. Do cái khóa hay ở chỗ đấy, mà nó không có khóa cả mình đẩy nó chạy cả lại. Thế mình phải khóa lại. Có ai lúc mình bỏ khóa ra, áp suất nó bị đẩy tất cả, đi sơ vữa tất cả những thứ nó mới chạy. Mọi người hiểu ý không ạ? Thế nên cái khóa, thứ nhất là phải khóa không nách, thứ hai là khóa trên đầu. Sau đó này, giữa góc này, ở trên, luồn ngón cái vào sâu trong, ngón trỏ ngoài. Các bạn đã. Ở dưới, luồn vào, bẻ ở dưới. Ngón trỏ cho vào trong, ngón cái ở ngoài, tiếp tục. Đau không đau. Chưa được. Xong chưa? Xong cái đau hết rồi đâu ạ? Xong rồi thì chịu đúng không? Thò hẳn vào đây. Thò hẳn vào đây. Cho ra. Được chưa? Thắng này. Tiếp tục. Ngón này vào đây. Bẹt tay ra. Vuốt. Dùng năm đầu ngón tay để vuốt cái máu để vào. Vẫn khóa. Vẫn khóa. Vẫn khóa. Khóa đầu khóa nách. Cái tay khóa là tay 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 người khác làm cho mình. Người khác là phải hai người. Nếu mà tôi dùng tay được tôi biết không một tay giữ rồi. Tay giữ thì tay nào không chắc là em bảo rồi mà chắc cỡ khoảng độ được không được 100% thì được khoảng độ 50-60 được. Một tay tôi giữ lại một tay tôi sẽ bắt làm vàng sao lúc mong người đúng mà được chưa khóa đây thì sao khóa theo tay giữ nhưng mà xong hết cái này rồi thì mình cho khóa cho xong rồi còn thêm một cái nữa đúc cả hai cái ấn vào mở ra ấn vào mở ra ấn vào trước mở ra mình làm được ấn vào mở ra theo xong đấy ấn vào mở ra nó khỏe được chưa nếu mà làm nó sinh nữa ấy nào cho nó khỏe con xương lên tí nữa nào đúng không ạ? Bác này bác đang hỏi là cái lúc mà ôm tai này thì có bỏ quản lý lắm không? Lúc đấy mà mình bỏ đấy thì mình đập chốt cho tôi cái này nó là em nghĩ theo kiểu thầy sẽ là thầy muốn làm nhưng không biết ngày xưa mình cứ tập nhiều khi là em không biết được ngày xưa là có cái môn là nếu mình dùng tay mà mình đập thế này xong mình xoay lại thì mình gõ môn võ quay vào môn đấy cơ và ấn vào này thả ra ấn vào hết xoay lại gõ này có bên mình mọi người thấy mình đầu nó tôi có một người bạn mất rồi vâng hôm nay là thầy giáo sư Trần Quý vâng viện trưởng viện nông nghiệp đâu kia vâng ông là bạn học của tôi vâng thế thì chủ yếu của anh ấy là khi có đảng chứ chưa đảng thì vâng. Tức là ông là người đầu tiên ở Việt Nam mình là nghiên cứu về cái chuyện chữa chủ yếu là nhĩ vâng cứ như anh nói chỉ còn chủ yếu là da rất nhiều làm được những hai triệu chứng cứu nhưng mà thì chính là lúc nào cũng làm cái đảng nhất định sẽ có cái rất nhiều thứ trong này nhưng mà người đang cao cái tinh thần thế nào thấp mà người đang cao hỏi thầy có thầy người đấy thầy người đấy tập trung vào cái này nhé.
xin mời mình thời gian có nhiều, xin mời cô Thúy lên nói chuyện về đá đi chứ. Xin mời.
Dạ, mà nếu giả sử mà mình vẫn tỉnh táo thì mình khi mà nó nguội dần ấy, thì là mình mở dần khăn ra, mình mở dần khăn ra thì nó cái độ nóng của mình nó sẽ vẫn ở cái mức độ như thế. Và khi mà giống như là bác nào mà lúc nãy thầy hướng dẫn là bị tiền đình nhá, thì khi mà cái viên đá này nó còn ấm ấm thì mình lấy nó ra khỏi cái răng và mình chừa vào hai cái động mạch cảnh đây, thì nó sẽ chống cái sơ vữa động mạch cảnh. Thì ví dụ như đau đầu gối thì chúng ta chườm nóng, đau đầu gối chúng ta phải chườm hai cặp, cặp ở đây với cặp ở dưới lòng bàn chân. Mà tại sao mà mình không tắt lại đầu gối mà lo ở lòng bàn chân không ở hết gối, thì chúng ta sẽ thấy là cái hai cặp đá này đó, khi ta đặt là gần nhau thì nó hút cái đó đặc biệt nó hút rất mạnh giống như nằm chậm vậy. À, nhưng mà nếu mà mình quay lại vậy thì nó cũng hút chứ không có đẩy. Đá nó đặc biệt có cái đá núi lửa này có cái lực hút, và cái lực hút đó thầy được cầm như thế này thầy để kể thầy nó rồi cũng chôm xong thì cái ung thư phổi cái miếng khối u nó biến hết. Do đó là tôi mới tìm tìm tại sao mà nó có cái tác dụng hay như vậy. Thì mọi người có thể lên trên trang web, lên Google á, mọi người đánh chữ chemotherapy rồi cái phẩy thêm cái chữ cancer thì sẽ thấy là cái chemotherapy tức là nhiệt liệu pháp, tức là phương pháp là nóng á, thì nó làm tan đi cái khối u. Thì cái tài liệu đó tôi sẽ gửi cho giáo sư Yến xem, cái có nguyên, tôi này có nguyên một cái bài giảng về cái chemotherapy để điều trị cancer. Thì như vậy á là mình viết lên nguồn gõ ra mình sẽ nó là tiền một thứ nè, tức là nó đã có một cái dấu hiệu trước rồi, mà dấu hiệu nó rất là rõ ràng, đó là cái nhiệt độ trong cơ thể mình dưới 36 độ C. Và mình mới nhìn lại những người nào mà dưới nhiệt độ 36 độ C đó thì hay sợ lạnh nè, mùa đông thì bắt đầu thấy khó chịu nè, cái sức đề kháng yếu nè, thành ra là rồi hay buồn đấy. Những người mà bị cái nhiệt độ thấp là hay buồn, rồi hay phiền muộn, mà cứ thỏ thẻ một mình đó là rồi rồi đấy. Nhưng mà cái chuyện phương pháp á, tức là chạy vui theo đi á, là cái phương pháp này khi nó làm ấm người lên thì tự nhiên là Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.